Khoai mì chúng ta có thể làm được rất là nhiều món ăn khác nhau, từ món ngọt đến món mặn. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái cách nấu khoai mì sao cho cái củ khoai mì nó không có còn bột nữa mà nó dẻo từ trong ra ngoài luôn. Nhìn miếng khoai mì vừa trong vừa dẻo vừa béo nữa, ai ăn rồi đảm bảo cũng không thể nào chê được cái món này. Nhân tiện đây cũng là một cái món nấu, cho nên mình chia sẻ luôn cái bí quyết để mình nấu hoặc là luộc bắp sao cho cái hạt bắp nó giòn, ngọt mà lại không có bị nhăn nheo khi mình để nguội. Khi mình nấu bắp xong đó thì mình giữ lại cái nước để uống, giống như là uống nước trà. Cách nấu như thế nào các bạn theo dõi tiếp theo nha. Trước tiên thì mình mua khoai mì về rồi gọt vỏ, xong rồi mình ngâm trong nước từ 4 đến 6 tiếng để cho cái khoai mì á nó ra cái chất độc với cái chất đắng ở trong cái khoai mì á. Khi mình nấu xong á thì cái khoai mì nó không có bị đắng nữa. Sau đó sau 4 đến 6 tiếng mình ngâm nước rồi cắt khúc ra như vậy. Khi mà các bạn mua khoai mì á, mình lựa nếu mà có được những cái củ khoai mì thon thon nhỏ nhỏ ốm ốm á, thì mình mua cái củ khoai mì ốm ốm á, nó sẽ ngon hơn những củ mập như thế này. Những củ to như thế này thì nó không có ngon bằng những củ ốm. Rồi cắt ra khúc khúc, mình để vào trong cái nồi như vậy đây. Đó, sắp vô như vậy, cho nước dừa tươi vào. Cái nước dừa tươi thì các bạn có thể dùng nước dừa trái, nước dừa lon hoặc là trong cái hộp giấy như vậy. Do mình nấu ở trong cái thời gian dài đó thì cần có cái nước dừa ngập để cho từ từ cái khoai mì á, nó ngấm cái nước dừa đó, nó hút cái nước dừa đó vô thì nó làm cho cái củ khoai mì nó trong veo lại rồi nó dẻo nữa. Nó ngập như vậy, các bạn đổ sao cho nó ngập nước dừa như vậy đây. Trước khi bắt lên bếp nấu thì mình cho nửa muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh đường. Khi mà nước dừa các bạn mua mà có đường á, ngọt á, thì mình cho ít đường thôi. Còn cái nước dừa của mình á, thì nó hơi lạc cho nên mình cho 2 muỗng canh đường. Mình nghiêng rồi lắp cho cái đường á, nó tan ra, không có bị lắng dưới đáy. Khi mà nấu nó không có bị khét. Bắt lên bếp, mình nấu mở lửa lớn cho nó sôi lên như vậy. Xong rồi mình hạ lửa xuống. Khi mà thấy nó sôi lên, hạ lửa xuống cái mức mà nhỏ nhất nha các bạn, cái mức mà nó thấp nhất. Rồi mình đậy nắp lại để từ từ cho đến khi nào mà cái nước dừa nó hút hết vào trong khoai mì á, nước nó còn một chút xíu nước thôi thì mình mới cho, lúc này mình mới cho 3 muỗng canh nước cốt dừa. Nếu các bạn thích béo, thiệt là béo, thì mình cho nửa lon nước cốt dừa luôn. Mình không có thích béo thì mình chỉ cho nước cốt dừa vô để có mùi thôi, có mùi thơm thôi, nó hơi béo một chút xíu. Vậy là đủ rồi, không có cần lạm dụng quá nhiều nước cốt dừa. Rồi mình nghiêng như vậy để cho cái nước cốt dừa nó tan đều ra. Mình cho lá dứa vô. Cho lá dứa, vài cọng lá dứa đó, để cho cái khoai mì nó thơm. Mình nấu đến khi nào mà cái khoai mì nó trong veo luôn, rồi cái nước dừa đó nó kẹo kẹo lại thì mình tắt lửa để cho thiệt là nguội luôn rồi mình mới gấp ra. Nếu mà còn nóng các bạn gấp ra ngoài đó nó sẽ bị bể, rất là dễ bị bể. Nhưng mà mình để nguội thì củ khoai mì nó săn, nó chắc lại, nó dẻ lại. Mình gấp ra nó không có bị bể nát. Cái món khoai mì ăn với dừa non nè, muối mè, hoặc là các bạn không có dừa non thì mình ăn không cũng rất là ngon rồi. Mình cho cái dừa non bào sợi vô thì cái món khoai mì này tuyệt vời hơn. Các bạn nhìn cái miếng khoai mì nó trong nè, rồi nó dẻo từ trong ra ngoài luôn. Khi ăn mình cho một chút muối mè lên nè, cho dừa non lên thì cái món khoai mì của mình á, nó dẻo, rồi nó béo, nước dừa nè, nó thơm mùi lá dứa. Cái món này rất là tuyệt vời, ai ăn rồi cũng sẽ mê cái món này vô cùng luôn. Chúc các bạn thành công với món khoai mì nấu nước dừa. Mình chia sẻ cái cách để nấu bắp. Thì mua bắp á, khi mua đó các bạn mua ở chợ hoặc là ngoài farm, thì khi mà mình mua, mình lựa cái trái bắp nào mà nó cái lá nó còn xanh như thế này, nó còn xanh tươi như thế này, rồi cái cùi bắp ngay chỗ mà người ta hái đó thì nó trắng, nó không có bị đen nha, hoặc là đen đen vàng vàng đó là người ta hái đã lâu rồi, thì cái bắp đó nó không còn ngon nữa, nó lạc rồi. Bắp này mình hái mình để cách một ngày thôi là cái bắp nó lạc nha, nó không có còn ngọt nữa, không có còn ngon nữa. Cho nên khi mua các bạn nhớ chọn lựa cái bắp nó còn xanh mà cái cùi chỗ hái đó thì nó còn trắng, không có bị đen hoặc là vàng. Về mình lột ra, nó lột bỏ hết cái phần vỏ bên ngoài á, nó không, nó bị dơ đó như thế này, lột bớt đi cái lá đó đi. Các bạn không có lột hết lá nha, lột chừa cái lá như vậy mình luộc nó mới ngon. Trước khi nấu bắp thì mình rửa với bắp cho nó sạch, mình chỉ cần xối nước sơ qua là nó đã sạch rồi. Rồi mình chắc vào trong nồi, chắc cho đều như thế này. Cái nồi này 8 trái, cho nước vào ngập trái bắp như vậy. Trái bắp nó vừa ngập như vậy là được rồi. Mình bắt lên bếp, mở lửa lớn cho cái bắp nó sôi, nồi bắp nó sôi lên. Khi mà nó sôi lên thì mình sẽ hạ cái lửa ở cái mức mà thấp nhất. Mình nấu riu riu từ từ vậy đó, cho đến 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ thì mình tắt lửa. Khi mà bắp có cái mùi tùy theo là nhiều hay ít nha, mà thời gian khác nhau nha các bạn. Thì mình nấu khi mình thấy cái mùi bắp nó thơm á, là cái bắp nó chín rồi. Xong rồi mình tắt lửa để đó cho cái bắp nó nguội xuống. Xong rồi mình mới vớt ra. Khi mà cái bắp nóng nó đang nấu, mình vừa nấu xong á, mình vớt ra liền là cái bắp nó nhăn nheo. Thứ nhất là nó nhăn, thứ hai nữa là nó khô, thứ ba nữa là bắp nó không có giòn. Đó, cho nên mình ngâm ở trong nước, mình tắt lửa rồi mình để cho tới khi nào mà cái bắp á nó gần nguội rồi mình mới lấy ra, thì cái bắp đó nó vừa giòn vừa ngọt mà lại không có bị nhăn khi mình để nguội. Rồi còn cái nước bắp nè, mình cho vào trong chai, để vào tủ lạnh á, mình uống rất là mát luôn. Video của mình xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.